Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bảo Thy phản ứng khi bị nghi có thêm em bé khi con trai mới 4 tháng. Bảo Thy khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo mình sinh con trai đầu lòng. Vì muốn giữ cuộc sống đời tư nên cô hiếm khi mới khoe gương mặt em bé. Mới đây giọng ca công chúa bong bóng nhanh chóng gây sự chú ý khi cập nhật khoảnh khắc chính diện của quý tử trong ngày cuối tuần. Khung ảnh hai mẹ con đi chơi cuối tuần trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho hay cuối tuần ba đi họp còn hai mẹ con đi ăn sáng ké, vẫn lên đồ đôi màu đen cho ngầu nè. Với khung ảnh hiếm hoi về con trai Bảo Thy, dù bé đã có kính mắt đen nhưng vẫn lộ rõ sự bụ bẫm khi mới 4 tháng tuổi. Nữ ca sĩ nuôi con bằng sữa mẹ, chất dinh dưỡng tự nhiên và trộm ví mát tay nên có cục cưng đáng yêu như vậy. Ngoài ra cậu bé có điểm y hệt mẹ chính là làn da, hai mẹ con trong khung ảnh đều trắng sáng thấy rõ. Nhóc Tì cũng có biểu cảm khá ngầu như lời mẹ chia sẻ. Theo đó, ông xã Bảo Thy đi làm việc nhưng luôn đưa hai mẹ con đi cùng. Cô cũng được ra ngoài để cảm thấy thoải mái hơn sau nhiều ngày ở cữ, còn cậu bé lại có dịp ngắm mọi thứ lạ mắt xung quanh. Tuy nhiên, khung ảnh mới nhất cô diện áo thun nhưng vẫn thấy phần bụng lớn. Có nhiều câu hỏi đặt ra việc nữ ca sĩ lại có thêm tin vui. Ngay lúc này cô liền phản ứng, việc thấy vòng hai bất thường một phần vì góc chộp chiếc áo bị phồng ra, Bảo Thy cũng ưỡn người về phía trước để đỡ cho nhóc Tì đang trên tay mẹ. Nữ ca sĩ cho biết ba em chụp từ dưới lên, để rồi có người comment hỏi mẹ em đang có thêm em bé nữa hả? Trời ơi là trời, dạ bụng em thon gọn lắm rồi, hôm nào em khoe sao nha, hình này anh mập ảnh hại em, mà thật sự là luôn phải ưỡn bụng để đỡ con đó cả nhà ạ. Hiện tại nữ ca sĩ đã ra ngoài nhiều hơn, nhưng cô cũng chỉ xin phép cục cưng đi một ít thời gian. Bảo Thy vẫn rất nghiện quý tử nên chẳng nỡ xa bé quá lâu. Khi có con đầu lòng, thực hiện thiên chức làm mẹ, nữ ca sĩ không hề công chúa bong bóng mà luôn trong trạng thái tất bật. Cô thức đêm trông con, có ngày chỉ ngủ 4 tiếng hoặc trắng đêm, quyết tâm nuôi bé bằng sữa mẹ với mong muốn con phát triển tốt nhất. Giọng ca sinh năm 1988 bộc bạch về những ngày mình bắt đầu vai trò mới. Cô hiểu hơn sự vất vả của các mẹ bỉm sữa. Thật sự tất cả những người mẹ trên cuộc đời đều là những người phụ nữ phi thường, mất ngủ và vất vả như thế nào đi nữa. Chỉ cần nhìn thấy con thì mọi mệt mỏi tan biến hết. Ai cũng hỏi Thy có bảo mẫu không, trong tháng thì Thy hoàn toàn tự mình chăm con với sự giúp đỡ của chồng và bà ngoại. Mỗi ngày ngủ nhiều nhất là 4 tiếng, có ngày thức trắng luôn vì mãi chăm và ngắm con. Trong dịp Tết vừa qua, cô cũng không thể đi du lịch mà chỉ ở nhà ôm con trai. Bé còn nhỏ nên gia đình hạn chế đưa quý tử ra ngoài trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn. Dẫu vậy, ông xã Bảo Thy vẫn cố gắng trang trí hoa, tổ chức nấu bánh chưng, đốt pháo hoa để vợ con cảm nhận được không khí xuân. Năm nay gia đình có thêm quý tử nên càng phải bày nhiều trò hơn để đánh dấu cột mốc mới. Hiện tại Bảo Thy khá viên mãn trong cuộc sống, cô vẫn chưa lên kế hoạch nhiều cho việc quay trở lại với con đường nghệ thuật vì con trai còn quá nhỏ. Mỗi giai đoạn cô có những định hướng khác nhau. Giờ đây nữ ca sĩ chỉ mong chăm sóc bé thật tốt và đồng hành cùng con trong những năm đầu của tuổi thơ. Người đẹp bày tỏ nếu mình muốn ca hát, chồng sẽ là người phụ giúp việc trong bé để vợ quay trở lại sân khấu. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.